Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại có một cái video dài về một cái ứng dụng Task Note, tức là có các cái nhiệm vụ. Ở trong này thì dữ liệu nó có các cái chức năng như là thêm bớt sửa xóa, các cái ghi chú này, và dữ liệu chúng ta lưu ở trong SQLite, nghĩa là lúc mà tắt app đi và bật app lên thì vẫn còn này. Chúng ta sử dụng các option menu context để chúng ta có các cái nút và chức năng như trên. Đấy, như chúng ta xem là thêm bớt sửa xóa, chúng ta kích chuột giữ vào một cái item thì chúng ta có thể xóa được và chỉnh sửa được này, chúng ta có thể thêm mới này, và sau khi thoát khỏi app thì chương trình của chúng ta, dữ liệu của chúng ta đã sẽ được lưu lại. Đấy. Trước tiên thì chúng ta sẽ mở Android Studio, chúng ta tạo một cái app trống, thì chúng ta sẽ làm đều cái tính năng này, cho nên cái bài này nó tương đối dài. Chúng ta đặt tên cái app là Note App và Task Note App. Ở đây chúng ta dùng API Level 7, API 24, Android 7, Nougat. Ok. Các bạn tạo một cái thư mục và mình sẽ cho cái dự án của mình vào đây. Đấy. Rồi, ngôn ngữ chúng ta thường dùng Java. Hy vọng là sắp tới có bài về Kotlin cho mọi người. Đấy. Ở đây thì họ đang cảnh báo mình là không nên để tên có dấu cách, đúng không? Không nên để vào trong cái thư mục có tên có dấu cách. Đấy, thì chúng ta chú ý vậy. Trong cái màn hình chính, tức là cái main activity ấy, thì họ đã tạo chúng ta một cái class và có cái file XML để setup cái giao diện cho cái màn hình đấy. Chúng ta tạo một cái virtual device, một cái thiết bị ảo này, hay là một cái emulator. Sau đó chúng ta bật nó lên. Chúng ta mở vào cái phần layout để chúng ta tùy biến cái giao diện trong cái file XML. Đấy. Tiên thì chúng ta có thể chạy thử chương trình trước để xem là nó ra cái gì. Ở đây thì chúng ta bước đầu tiên chúng ta cần cái toolbar và cái option menu. Đấy, cái toolbar là cái ở trên đấy. Cái toolbar là cái ở trên của mọi trên cùng với những cái header của cái màn hình ấy. Bây giờ các bạn vào đây và xóa cái hello đi. Rồi, chúng ta sẽ bao ngoài bằng một cái constraint layout. Constraint layout là gì? Là bên trong các cái layout này chúng ta có thể có các cái ràng buộc với nhau. Chúng ta cho cái grid get cho từng cái phần tử một nó có vị trí tương đối với nhau và set các cái độ dài độ cao của từng thằng bên trong. Đấy. Chúng ta cho cái bám dính trên đỉnh, đúng không? Top to top up, tức là cái top của thằng toolbar với lại top của cái thằng màn hình chính. Chúng ta định nghĩa các cái màu ở trong cái file gọi là colors.xml. Chẳng hạn như mình gọi cái color line cyan là cái mã màu như trên, đấy, thằng 7EC. Thế còn để ra mã màu đấy chúng ta có thể lên web ta search thích cái màu nào chúng ta chọn. Các bạn tìm color RGB. Xong chúng ta chọn màu là chúng ta ra cái mã màu dạng hexa. Cái background mình cũng cho nó một cái màu chẳng hạn như color light cyan, cyan cho độ cao khoảng 50 dp, đúng không? Để cho cao khoảng 50 dp thôi. Cái rồi các bạn bỏ bớt cái này, cái phần này đi. Rồi action bar team, xem chúng ta có phải thêm bớt cái gì không. Rồi, đấy là cái toolbar, đấy cái xanh xanh ở trên là toolbar đấy. Nó như là cái header ấy, đúng không? Đây, trên đầu ấy. Chúng ta có một cái view, mình cho một cái view ở dưới cái toolbar. Đây, chúng ta có cái view. Cái phần còn lại nó là một cái view. Mình cần một cái phần gọi là phân tách tức là mình cho cái view line này nó cao khoảng 2 dp thôi, một cái khoảng rất là nhỏ để mình phân tách giữa cái phần trên, cái phần header, cái phần toolbar với lại phần dưới. Chúng ta cho một cái phần gọi là top to bottom up, tức là cái top của thằng toolbar ấy thì là cái top của cái thằng view ấy là cái đáy của thằng toolbar. Đấy, kiểu vậy như vậy. Cho nó màu trắng đi. Toàn bộ FF thì nó là màu trắng. Đó. Đó, một cái viền màu trắng ở dưới cái dòng kẻ màu trắng ấy. Rồi, đấy là cái toolbar. Sau này chúng ta đã cho mấy cái nút option menu vào đấy. Các bạn tạo một cái đối tượng toolbar. Mình tạo đối tượng toolbar bằng là gì? New toolbar, đúng không?
Hay là chúng ta dùng file view by ID, tức là chúng ta lấy cái toolbar đó từ trong XML ra, ta lấy cái đối tượng toolbar đó nằm ở trong file XML nó ra. Chúng ta set title, chúng ta cho nó một cái tên, chẳng hạn như Task Node Management, quản lý các cái nhiệm vụ chẳng hạn, đúng không? Những nhiệm vụ, tức là những cái công việc mình nốt ra đấy, cái app này nó nhìn làm cái việc như vậy. Chúng ta set support action bar để chúng ta thay cái toolbar đấy là cái toolbar của mình. Cái bình thường là app nó có sẵn cái toolbar rồi. Đấy, đây là đang báo lỗi đây này, chúng ta xem là báo lỗi gì chúng ta fix nhá. Có mấy cái nó đang yêu cầu này, chẳng hạn như là permission này, đây là các bạn xem permission là audio policy interface này. Đây là nó dính toolbar, có thể nó yêu cầu một cái policy nào đó, ta phải accept một cái permission, một cái quyền nào đấy. Thì ở đây các bạn accept một có số các cái quyền cơ bản, chẳng hạn như là read write audio này, đúng rồi. Và cái quyền gọi là đọc ghi vào bên trong app ấy, thì sau này mình còn 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 đọc ghi vào cái SQLite mà, thế cho nên là chúng ta sẽ có là read external storage và write, đúng không? Write external storage, đấy, cái quyền như vậy. Để chúng ta còn lưu các cái dữ liệu ở trong SQLite, tức là trong ứng dụng của chúng ta. Rồi. Vẫn crash, nên tại sao nhỉ? Do request window feature support action bar. Cái này là gì ạ? Cái này là do bên trong cái setting của chúng ta ấy, cái action bar là nó mặc định nó có. Thế cho nên là khi chúng ta set action bar của chúng ta vào nó không nhận. Đấy, thì các bạn chọn cái theme là no action bar đi. Đấy, xong rồi mình sẽ add cái action bar của mình vào thì nó sẽ ok. Rồi. Bấm chúng ta bấm chạy này. Ta bấm chạy rồi chạy chương trình. Ok. Đấy, chúng ta thấy rằng là đây chúng ta có cái giao diện như trên rồi. Ta cần mấy cái nút bấm ở phía bên phải ấy, thì cái đấy nó gọi là cái gì nhỉ? Cái đấy nó gọi là option menu, đúng không? Thì trong option menu này nó có một số các phương thức của bên lớp cha, tức là lớp app combat activity. Đấy, chúng ta có thể override các phương thức đấy, chúng ta có thể viết lại cái phương thức đấy bằng cách là gõ on create option menu, nó tự sổ ra. Đấy. Dòng số 22 là nó gọi là phương thức của lớp cha on super dot on create option menu. Chúng ta có một đối tượng menu inflator. Cái đối tượng này làm gì? Inflator có nghĩa là đọc dữ liệu từ file XML, sau đó thì chuyển thành object. Và từ object ấy chúng ta có thể truy cập vào các thuộc tính bên trong. Ta làm gì rồi như là chúng ta làm gì chúng ta muốn, đúng không? Chúng ta gọi hàm inflator r resource dot menu dot main menu. Đấy. Như vậy cái main menu này là mình bây giờ mới viết, đúng không? Báo đỏ vì bây giờ mình mới viết. Đấy. Chính là hai cái nút mà như là trong cái lúc mình chạy demo ấy. Chúng ta tạo ra một cái file XML bên trong một thư mục menu. Chúng ta tạo ra một thư mục menu này, bên trong chúng ta cho một cái file XML vào này, menu resource file. Rồi chúng ta tạo là main menu. Rồi. Chúng ta ok. Đấy. Tên giống như cái tên này vậy. Nghe, remember. Rồi thì trong cái main menu này chúng ta cho các cái item vào, tức là trong này chúng ta có hai phần tử đúng không? Chúng ta có hai phần tử, của ta có hai item là cái item add và item exit. Chúng ta thêm mới và xóa. Thêm mới và không làm gì đấy, kiểu như vậy. Chúng ta cho hai cái menu này nó gọi là hai cái menu item đúng không? Ta cho hai cái item vào, các bạn copy một cái, các bạn paste xuống dưới. Chúng ta sửa đi một tẹo là item exit, rồi title của nó là exit. Rồi ta có thể bấm sang cái phần design để xem nó xem nó đã như ý mình chưa. Rồi ok, các bạn cho cái giao diện nó xuống một tí. Chúng ta còn phải thực thi thêm một phương thức nữa là phương thức on item selected. Rồi tức là khi mình bấm vào từng cái item một thì nó sẽ chui vào đây. Như vậy là mình sẽ phải lấy được ra cái item mẹ cụ thể. Tức là mình bấm vào thằng nào thì mình lấy ra được cái đối tượng item của cái thằng đấy. Chúng ta dùng phương thức gọi là item dot get item id. Rồi chúng ta if else hoặc là chúng ta switch case các cái id này. Chúng ta switch case cái từng trường hợp id là item add này. Trường hợp chúng ta bấm add thì chúng ta làm gì? Đây là cái cú pháp lệnh switch case. Sau mỗi lần switch case thì chúng ta phải break và chúng ta phải có default. Đấy. Nếu không có default thì ở dưới cùng ta có lệnh return để trả về một cái giá trị cho cái on item click selected.
Chẳng hạn chúng ta hiện ra màn hình chúng ta dùng Toast, đúng không? You press add, tức là bạn bấm vào nút add, đúng không? Sau đó show nó ra. Rồi, chúng ta copy cái đoạn code này. À, ta ném xuống dưới và thay bằng item exit. Đó. Thế trường hợp default thì chúng ta sẽ return một cái phương thức của lớp cha, chẳng hạn như là super on option item created. Đấy, ta có thể hoặc là return true cũng được. Return true có nghĩa là cái việc select này của chúng ta là nó hoàn tất. Đó. Ok, các bạn bấm vào option menu, các bạn chọn add. Đấy, như vậy chúng ta sẽ thấy là you press add. Và nếu mà chúng ta bấm vào kia thì chúng ta you press exit. Đó, ta có hai cái nút bấm như vậy. Rồi, thế bây giờ cái phần SQLite database, cái phần cơ sở dữ liệu cho SQLite thì chúng ta sẽ cần thực thi những phương thức. Nhờ cái class SQLite open helper này, chúng ta có các thực thể này hay là các entity. Rồi, mình tạo một cái class tên là DB helper. Rồi. Thằng này nó sẽ phải kế thừa từ một cái class của thằng Android tên là SQLite Open Helper. Thì cái SQLite Open Helper này họ viết sẵn cho mình một số các phương thức và họ cho phép là mình lưu cái file của chúng ta. Đấy, cái việc lưu ở đâu thì do Android họ quyết định rồi. Đấy, cho nên mình không phải lo, mình không phải quan tâm đến việc là mình lưu ở chỗ nào, và mình chỉ cần cung cấp các cái thực thi của các hàm mà họ yêu cầu thôi. Đấy, chẳng hạn như là hàm onCreate hoặc onUpgrade. Đấy, khi chúng ta upgrade version lên thì chúng ta sẽ phải thực thi những phương thức gì. Đấy. À, khi mà cơ sở dữ liệu được tạo lần đầu tiên ấy, thì nó sẽ gọi đến phương thức onCreate. Rồi. Còn downgrade khi mà chúng ta lùi về phiên bản cũ. Đấy. Cái này thì nó liên quan đến các khái niệm về migrate trong database. Không? Rồi chúng ta gọi cái onCreate DB. Ở đây còn thiếu một cái phương thức gì đấy mình chưa thực thi cho nó báo lỗi. À, các bạn trỏ chuột vào thấy rằng là cái hàm constructor, cái hàm khởi tạo mặc định ấy nó chưa có. Thế nên chúng ta phải viết cái hàm khởi tạo mặc định này. À, chúng ta truyền context vào. À, context ở đây là gì? Context ở đây nó chính là cái activity mà gọi đến cái class này. Đấy, thì cái đấy nó sẽ được boxing, nó sẽ được đóng gói vào một cái context, một cái đối tượng context. Đấy. Chúng ta có các phương thức để set các cái constant, ví dụ như là các cái hằng số, chẳng hạn như là database version này, đấy, các cái tùy biến của chúng ta này. Cái phiên bản là chúng ta chọn một này, chúng ta cho có tên này. Tên thì nó sẽ là cái tên file cơ sở dữ liệu, đúng không? Có tên file.db. Rồi. Chúng ta chuyển cái database name vào đây. Rồi. Chúng ta có factory để null và trường cuối là database version. Tức là Android sẽ tạo cho chúng ta một cái file tên là tasknode.db, đấy là file SQLite. Ok, thế còn chúng ta lại tạo ra một cái class nữa tên là gì nhỉ? Ở đây chúng ta đặt tên là tasknode table. Tức là cái này nó sẽ thực thi những cái công việc như là tạo ra cái bảng task node ở trong cơ sở dữ liệu này, định nghĩa ra các trường bên trong bảng task node này. Đấy. Thì chúng ta phải thực thi một cái inner class tên là base column. Cái interface base column này nó sẽ cho chúng ta định nghĩa những cái tên của các cột và tên bảng. Chúng ta có ba cột là cột content là nội dung của cái nhiệm vụ. Cột đấy important là cái đấy nó quan trọng hay không quan trọng. Created date là cái ngày tạo và cái task node là cái tên bảng. Đấy. Như vậy cái bảng này nó có các cái trường gì đây? Các bạn nhìn vào đây cho nó trực quan. Thứ nhất là chúng ta có content, kiểu của nó là kiểu text. Chúng ta có cái date created và chúng ta cũng để kiểu text. Chúng ta để kiểu text trong format, chúng ta lưu để kiểu text. Đến lúc lấy ra chúng ta lại format ngược lại. Đấy, cũng được, hoặc các bạn nếu mà để kiểu text cũng không sao, kiểu date cũng không sao cả. Thì cách làm nó sẽ khác một chút. Rồi, thì chúng ta nhìn đến cách này chúng ta sẽ suy ra cách khác từ sang cái cách bên cạnh. Chúng ta có một cái câu lệnh tạo bảng, đúng không? Nó hay dùng là create entry, tức là SQL create entry tạo bảng. Gần giống như trong MySQL thôi, chúng ta cũng có lệnh create table này, tên bảng này,
Chúng ta cho cái trường ID là trường primary key, tức là khóa chính này. Chúng ta có trường content là nội dung là kiểu text này, trường created date là kiểu text, và trường in is important là chúng ta để kiểu in. In, ví dụ như là một thì là true, còn hai thì không thì là false. Rồi đấy là các cái bảng, và chúng ta có cái lệnh gọi là drop, đúng không? Thế khi mà onCreate thì chúng ta sẽ phải execute, tức là chúng ta chạy một cái lệnh SQL, cái lệnh đấy là lệnh tạo bảng đó. Tức là tại cái thời điểm mà onCreate database, tạo ra database, chúng ta sẽ tạo cái bảng này, đúng không? Chúng ta gọi cái câu lệnh tạo bảng, đúng không? Thế còn khi mà upgrade thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ execute cái câu lệnh mà drop, có nghĩa là mỗi lần upgrade là ta vứt hết cái cũ đi. Đấy, kiểu như thế, dữ liệu cũ. Lần ta upgrade thì ta tạo bay. SQL delete entry. Bên phần downgrade thôi để nguyên đi. Để nguyên cái phương thức mặc định của lớp cha đi. Thế gọi super on read on downgrade. Rồi, thế bây giờ cái SQLite bây giờ nó tạo chưa? Chưa. Chưa thì chúng ta phải tạo một cái DB helper này, xong đó viết các cái hàm mà thêm bớt sửa xóa này. Đấy, thì chúng ta mới xong việc. Chúng ta tạo ra một cái class mình đặt tên là node modify, tức là trong này chúng ta sẽ thực thi những cái câu lệnh như là thêm bớt sửa xóa vào trong database, đúng không? Tên chúng ta đặt là node modify. Rồi, tên class là node modify. Mình viết một cái singleton pattern. Singleton pattern nó là gì nhỉ? Tức là nó sẽ là một class và tạo ra một object. Tức là trong chương trình chúng ta có một class là node modify, và chúng ta chỉ tạo ra một object từ cái class đấy thôi. Đấy chúng ta gọi là singleton pattern. Đó, chúng ta có một cái để thực thi cái singleton pattern thì chúng ta sẽ có một cái thuộc tính private static là kiểu của đối tượng node modify, và chúng ta phải có một cái hàm gọi là hàm get instant. Đấy, cái dòng 12 nó là hàm khởi tạo, thì chúng ta phải cho cái hàm khởi tạo này để private, để mà để mà sau này mình có mà ai đó code có một cố tình gọi cái hàm khởi tạo này thì cũng không được, mà phải gọi hàm get instant. Hàm get instant sẽ trả vào ra cho chúng ta cái đối tượng duy nhất. Đấy, bây giờ viết đây này, bây giờ viết cái hàm này đây. Private get instant, xin lỗi các bạn, cái này nó phải là public, tí nữa mình sẽ sửa lại. Chúng ta kiểm tra trong này, chúng ta kiểm tra xem nếu mà cái instant, cái object mà duy nhất, cái instant chính là cái object duy nhất của cái đối tượng node modify này đã được tạo ra chưa. Nếu mà chưa thì chúng ta mới tạo ra, còn nếu không thì chúng ta lại lấy object cũ. Đấy, để đảm bảo rằng là cái hàm get instant này nó luôn luôn lấy ra được cái đối tượng, cái object duy nhất của cái thằng node modify thôi. Tức là thằng node modify chỉ tạo ra một object. Đấy, nó gọi singleton pattern. Chúng ta hay sử dụng singleton object trong cái trường hợp là cái chúng ta truy cập vào cơ sở dữ liệu này, hoặc là những cái đối tượng mà chúng ta dùng chung trong toàn app. Đấy. Rồi, đấy là các bạn khởi tạo mấy cái context. Cái dòng 21 có nghĩa là mỗi lần chúng ta gọi get instant thì chúng ta sẽ phải thay đổi lại cái context. Đấy, để mình biết là lúc này thì màn hình nào đang gọi cái thằng này, đúng không? Gọi cái thằng này. Đấy, ý tưởng là như vậy. Chúng ta khởi tạo cái đối tượng DB, đúng không? Rồi, đối tượng DB. Đó. Như vậy là từ đoạn từ 21 đến dòng 24 thì chúng ta sẽ thay đổi và chúng ta khởi tạo các cái thuộc tính context, cái là cái thuộc tính DB helper và thuộc tính DB của cái đối tượng node modify. Đó. Cái đối tượng node modify là cái đối tượng instant ấy, là cái đối tượng mà duy nhất được tạo ra. Như vậy tổng kết lại cái singleton pattern là gì? Là một class chỉ tạo ra một object. Đấy. Bình thường thì chúng ta một class chúng ta tạo ra nhiều object, nhưng singleton là một class một object. Chúng ta có mình cho thêm một cái class task node đấy để đại diện cho cái thực thể task node, đại diện cho cái task node ấy. Thì chúng ta có các trường như sau, thứ nhất là node id kiểu long, rồi ban đầu để trừ một là cái giá trị mặc định thôi, tí nữa là mình khi được tạo ra nó sẽ tạo ra gen ra một cái giá trị mới. Thế created date là kiểu date này, kiểu ngày tháng đấy.
Chúng ta gen tiếp ra generate ra các cái hàm gọi là hàm constructor được khởi tạo này. Trong cái hàm constructor này ta khởi tạo hết các giá trị của các thuộc tính node, content, is important và created date. Đồng thời chúng ta cũng có một cái đây chúng ta generate tiếp ra các hàm getter và setter. Getter, setter cho chúng ta các cái hàm để chúng ta có thể đọc và ghi, tức là xem và sửa các thuộc tính bên trong của một class, xem hoặc sửa. Get là để xem, còn set là để sửa. Trong cái đây thì chúng ta còn thiếu cái gì nữa nhỉ? Ở đây thì chúng ta phải thực thi các cái hàm create, update, delete, đấy, các cái hàm CRUD. Đấy. Chúng ta thực hiện các cái hàm đó trên cơ sở dữ liệu. Thì những cái hàm đó là gì? Cụ thể nó chúng ta sẽ có create là tạo ra, tức là mình insert dữ liệu vào. Đấy. Read là chúng ta xem dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, và update, delete là cập nhật và xóa dữ liệu. Đầu tiên ta có hàm insert data là insert dữ liệu, insert node. Tức là chúng ta muốn thêm một cái bảng ghi chú mới, chúng ta có một cái đối tượng là content value. Cái đối tượng này nó dưới dạng là nó lưu dưới dạng key value đấy, nó lưu các thuộc tính dưới dạng key value như kiểu JSON đấy. Chúng ta dùng các cái hàm put và get để lấy để lưu dữ liệu, lấy dữ liệu ra. Tức là chúng ta lưu hết cái dữ liệu vào trong cái cục content value này này. Sau đó thì chúng ta mới ấn vào trong cơ sở dữ liệu. Đấy, nó có hai bước bước như vậy. Bước lưu thì chúng ta sẽ dùng hàm put, đây content value chấm put. Put cái gì? Put cái nội dung content của cái đối tượng task node vào bên trong cái cột column content. Đó. Cái task node này là đối tượng task node đầu vào. Đó. Rồi get content ta sẽ lấy ra cái nội dung, và chúng ta ấn vào trong cái nội dung của cái cột cái trường content. Rồi. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có nội dung của các cái thuộc tính khác trong cái class, trong cái object, trong cái đối tượng task node. Ấn vào trong thằng chẳng hạn như là yesterday này, đúng không? Cái yesterday này chúng ta cũng phải chuyển đổi sang kiểu số nguyên, đúng không? Chúng ta đang lưu trong database là lưu số lưu 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 sâu ký tự mà, lưu string mà. Nên là chúng ta get created date rồi là lấy ra. Nhưng mà cái created date ở trong object chúng ta là kiểu date cơ. Nên chúng ta để một convert sang kiểu string thì chúng ta sẽ phải viết một cái các cái hàm chung để thực hiện cái việc convert đó. Đó. Rồi chúng ta tạo ra một cái util, chúng ta đặt tên cái class là utility. Trong cái utility này chúng ta cho một cái pattern, tức là cái mẫu của cái date time ấy. Ví dụ như là ngày ngày tháng trong năm giờ phút giây. Đấy. Ta để kiểu format. Chúng ta tạo ra đối tượng date format. Cái hai các cái thuộc tính chúng ta để static, bởi vì chúng ta muốn là khi gọi đến ta chỉ cần gọi đến các cái hàm này thôi, chúng ta không cần phải tạo ra đối tượng utility nữa, thì cho nên là chúng ta để các cái thuộc tính trong này là thuộc tính static, chúng ta có thể gọi thẳng vào đây được thuộc tính của phương thức static mà không cần phải tạo ra cái đối tượng utility. Chúng ta viết hàm string to date để mà convert một cái string sang kiểu date. Rồi. Chúng ta sẽ sử dụng try catch để trong này chúng ta convert. Rồi. Thế trường hợp mà không convert được thì nó sẽ catch ra một cái pass exception. Rồi. Chúng ta gọi hàm pass để mà chuyển đổi một cái string sang date. Chứ tự chúng ta cũng viết luôn, tiện tay chúng ta viết luôn cái hàm gọi là chuyển từ date sang string. Đấy. Rồi viết cái hàm chuyển từ date sang string. Chúng ta cũng làm tương tự như vậy, trong này chúng ta cũng có một cái khối try catch. Để mà nhỡ có trường hợp mà không convert được thì chúng ta sẽ nhảy vào exception. Rồi, ok. Và để cho try catch vào nhé. Ở đây chúng ta gọi cái hàm này ra thì chúng ta dùng nào? Utility chấm. Đấy, một cái static, nếu phương thức static chúng ta gọi trực tiếp ra bằng cách là tên class chúng ta chấm tên phương thức, chứ chúng ta không phải tạo ra đối tượng utility nữa. Rồi. Cái content value ấy là chúng ta sẽ put hết tất cả các cái giá trị của các trường vào, đúng không? Thế xong rồi chúng ta ném cái dữ liệu trong content value đó vào trong cơ sở dữ liệu, tức là mình coi như insert vào trong cái bảng đó.
Rồi, các bạn làm tương tự với các trường như là important này, chúng ta cũng get important ra này, và chúng ta đấy nhé, nhắc lại một chút về cái thực thể task entity này, tức là nó có các cái trường như nội dung này và cái mức độ quan trọng là có tự gọi là dùng checkbox đó, và cái ngày tạo đó. Rồi chúng ta gọi hàm insert. Giá trị của hàm insert trong dòng 34 là nó trả về cái neuro ID, tức là cái ID của cái hàng mà chúng ta vừa insert vào đó. Chúng ta gọi task node và chúng ta set content, chúng ta set cái node ID. Lúc này cái ID của chúng ta chính là cái neuro ID đó. Khi mà các bạn vừa insert vào thì nó là cái giá trị neuro ID. Chúng ta gọi cái hàm setter, chúng ta đổi cái giá trị của task node thành cái đó. Đấy, thế bây giờ chúng ta bây giờ mình muốn cập nhật thì sao? Để cập nhật bản ghi thì chúng ta cần phải có cái ID, mình có cái ID và cái dữ liệu mới. Đấy, cái task node là cái dữ liệu mới và cái ID là cái tức là mình chỉ ra là mình sẽ cập nhật cái bản ghi nào, cái bản ghi có ID như thế nào đó. Rồi chúng ta gọi hàm update với đầu vào là cái tên bảng và cái content value. Selection, the selection chính là cái lệnh where đó. Ở đây chúng ta sẽ select những cái bản ghi có ID bằng cái ID mà chúng ta truyền vào. Đấy, selection argument chính là cái biểu thức where đấy, nó giống như cái biểu thức where trong SQL ấy, where ID bằng cái gì đó. Thì đấy là các cái giá trị chúng ta truyền vào. Và chúng ta sẽ không nối string mà chúng ta sẽ dùng cái selection argument để đảm bảo cho là cái câu lệnh đưa vào nó là string, chứ không phải chúng ta không thể đưa bừa một cái câu lệnh delete hay là câu lệnh drop vào được. Đấy, nó sẽ gây nguy hiểm cho cái phần database của chúng ta mất dữ liệu. Okay. Delete node thì lại còn đơn giản hơn nữa. Chúng ta chỉ cần truyền vào cái ID của cái bản ghi mà chúng ta cần xóa là được. Đấy. Tương tự như vậy, cái select argument cũng là cái mệnh đề where, chính là cái where đó. Chúng ta gọi hàm delete db.delete tên bảng và với các điều kiện ở trên. Đấy, nó giống như là delete from tên bảng và where điều kiện. Bây giờ để mà lấy ra tất cả các bản ghi thì chúng ta sử dụng một cái curse. Thì trong cái curse chúng ta có tức là chúng ta sẽ có tham chiếu đến từng cái bản ghi bên trong một cái danh sách mà chúng ta query về. Đó. Tức là nó chỉ là tham chiếu và đến khi nào cần lấy dữ liệu thì nó mới đọc ra, chứ nó không đọc tất cái dữ liệu trong cơ sở dữ liệu ra. Đấy. Thì đấy là cái ưu điểm của cái curse khác với lại cái list là như vậy. Mình đặt tên cái hàm đấy là hàm get curse all node, tức là chúng ta có một cái câu lệnh select lấy ra tất cả những cái bản ghi trong bảng node. Và chúng ta có một cái biến gọi là có một cái đối tượng curse để chúng ta tham chiếu đến cái danh sách các cái đối tượng mà chúng ta query ra. Đấy. Ở đây chúng ta có là projection, đấy là gì nhỉ? Các cái điều kiện, ví dụ là projection là những cái trường nào, chúng ta select trường nào này, chúng ta where cái gì này, và chúng ta sort theo chiều tăng dần hay giảm dần này, đấy, vân vân. Những cái trường nào mà chúng ta để mặc định thì chúng ta sẽ cho null, mặc định hoặc là không có giá trị thì chúng ta để null. Ở đây chúng ta cái projection chúng ta select tất cả, đúng không? Bây giờ đến cái phần list view này, thì cái list view chúng ta cần phải có cái gì? Chúng ta phải có cái XML để làm giao diện cho list view, và cái list item là từng cái phần tử trong list view. Đồng thời chúng ta phải có một cái curse adapter, chính là một cái chuyển đổi giữa bên giữa cái curse trỏ đến cơ sở dữ liệu, và nó sẽ chuyển đổi thành cái dữ liệu hiển thị trên list view và list item. Đó. Các bạn mở cái activity main, chúng ta tìm một cái list view và chúng ta kéo vào đây, chúng ta drag and drop đây. Đấy. Khuyên các bạn là chúng ta cũng quen dần, chúng ta nên dùng code, chúng ta nên gõ thẳng và cánh kéo thả. Gõ thẳng chúng ta sẽ hiểu rõ hơn các cái thuộc tính, và chúng ta gõ đến đâu thì ta nhìn thấy nó thay đổi ngay đến đấy, nhìn rất là thích. Cái chiều cao chúng ta để không đi pi có nghĩa là gì? Có nghĩa là
cái constraint chúng ta set như nào thì cái chiều cao nó sẽ theo cái constraint đấy, chứ không phải là nó bằng không đâu nhá. Mà không dp nghĩa là cái constraint, cái ràng buộc của những thằng khác với nó như nào thì nó sẽ theo cái ràng buộc đó, chứ không phải là nó bằng không. Mình có một cái list view này, thì trong list view này chúng ta sẽ để cái list view, cái đỉnh của list view đến đáy, kẹp với lại đáy của cái view line, cái dòng trắng ở trên. Rồi, chúng ta phải cho cái list view một cái ID là list view, để chốc nữa là mình đọc dữ liệu, đọc cái đối tượng list view ở đây ra. Rồi, thì đọc ra chúng ta sẽ dùng hàm get file view by ID, đúng không? Chúng ta list view bằng file view ID, chúng ta r.id chấm cái list view rồi. Thế còn cái phần adapter, adapter là gì? Adapter nó giống như là một cái đối tượng trung gian để chuyển đổi giữa phần dữ liệu và phần giao diện. Đấy. Tức là trước khi vào adapter thì chúng ta có dữ liệu, chúng ta có array list này, chúng ta có danh sách, chúng ta có curse tròn cơ sở dữ liệu này. Chúng ta sau khi qua adapter thì nó sẽ được hiển thị lên trên giao diện. Đấy, đấy là cái bản chất của adapter. Mình đặt một cái class, tạo ra một class tên là curse adapter và kế thừa từ cái curse adapter của Android. Đấy, mình đặt tên nó là custom adapter, tức là cái adapter tùy chỉnh của mình. Vì cái curse adapter này là một cái abstract class cho nên là mình phải thực thi các phương thức bên trong của cái class đấy. Thứ nhất là cái new view này. Tức là bên cái class char của nó có những phương thức abstract nào thì mình sẽ phải thực thi, hay là mình phải override các cái phương thức đó. Mình thực thi phương thức by view, phương thức new view. Rồi, cụ thể tiếp nữa mình sẽ thực thi dần dần. Bây giờ chúng ta sẽ phải thực thi cái hàm constructor này, hàm constructor này để auto query bằng cho mình nhập vào. Mình có thể cho nó bằng true đi, và mình chọn lấy một cái phương thức, sau đó thì phương thức default constructor, tức là phương thức khởi tạo mặc định đó. Đó, phương thức này chúng ta sẽ gọi đến cái cursor curse, viết cho nó đẹp, curse đấy, true đó. Cái hàm mà con context với curse và không có super query, còn không có auto query, cái hàm này nó bỏ rồi, cho nên mình sẽ khỏi cái hàm có ba tham số kia kìa. Trong cái phần new view là gì ạ? New view là cái hàm để nó trả lời câu hỏi là chúng ta đọc cái giao diện của từng phần tử ở đâu. Đấy, thì đây chúng ta tham chiếu đến gọi là cái file list item.xml trong layout. Đó, các bạn tạo cái file ra. Chúng ta tạo ở đây mình đặt tên là list item. Đấy, file là list item.xml. Trong list item này chúng ta cho, trong list item này mình cho một cái constraint layout vào, đúng không? Constraint layout linear đó. Cái độ rộng của nó là bằng cái độ rộng của cái thằng cha chứa nó. Rồi, màu nền ta cho một cái màu Kalaisian, cái là trên này lúc nãy mình tạo rồi mà. Đấy, đấy là cái màu nền. Mình cho một cái chiều cao thằng này cho giá trị khoảng bao nhiêu nhỉ, 110 dp đi. Đấy, nó sẽ có dạng như này. Thằng này nó sẽ được phân cách với các thằng khác thông qua một cái dòng kẻ trắng trắng. Bạn có thể cho một cái dòng kẻ trắng trắng vào đây. Phía bên trong thì chúng ta có một cái text view. Cái text view này có chiều rộng, chiều rộng 0 dp, có nghĩa là mình lát nữa mình setting bằng constraint như nào thì nó theo thế, không phải bằng không nhá. Đấy là text view. Rồi, nó đang bé tí chưa đẹp đâu. Đóng thẻ này, đóng thẻ text view này. Còn thêm một số cái nữa. Margin top, tức là mình cho cái khoảng top của cái thằng này với top của thằng này với top của thằng chứa nó là khoảng bao nhiêu. Rồi, 10 dp. Ok, vẫn còn lỗi. Cho thêm cái gì nhỉ? Padding đi, padding cho coi như mình cho cái khoảng bên
Padding Start là phía bên trái đó, phía bên trái đó, ở 10 dp. Chúng ta cho một cái text đi, cho một cái text chẳng hạn như do something chẳng hạn. Đó, cho vào đây rồi, cho một cái text, tức là cái list item này là cái nơi nó hiển thị ra từng cái thông tin chi tiết của một cái nốt, một cái nhiệm vụ à. Rồi, vẫn còn báo lỗi, xem còn lỗi gì, sửa nốt, fix nốt. Mình cho cái text color đi, cho nó màu nó sáng sáng thì cho màu trắng cũng được. Cho màu trắng đi. Hay màu đen à? Cho nên là không không là màu đen. Đó, đen xì. Zero hết là đen xì. Ta có text size khoảng bao nhiêu static point nhỉ? 18, 18 static point. Cái đáy của thằng này với đáy của thằng cha. Rồi, ok. Các bạn cởi để cầm kéo đó, cho nó có cái khoảng bám dính giữa cái thằng led của thằng này với lại cái led của thằng text, cái led của cha nó với led của thằng text. Thế còn cái đỉnh của thằng text view với lại đỉnh của thằng cha là gì đấy? Rồi, khít với nhau. Rồi, đỉnh của thằng text view với đỉnh của thằng cha cho khít với nhau đi. Ok. Chúng ta cũng để marking top luôn, marking top cho khoảng bao nhiêu nhỉ? 10 dp. Chúng ta cho 10 dp đi. Cho cái khoảng không ở trên một chút nữa. Cái khoảng bên trái mình có thể để padding được. Mình có thể để padding left và padding start. Padding start nó tổng quát hơn padding left. Bởi vì là nó sẽ tính theo cái ngôn ngữ của mình. Tiếng Việt thì mình là viết từ trái sang phải. Thì start có nghĩa là trái và end là phải. Theo cái chiều viết của cái ngôn ngữ. Rồi, do something này. Rồi, dưới do something mình có gì đó? Có cái ngày tháng nữa chứ nhỉ? Có ngày tháng thì mình sẽ copy cái text view ném xuống. Cho nó một cái ID đi. ID text view này tên là test content. Rồi. Phải có ID nhá, để trông nữa mình còn lôi cái đối tượng này ra mình làm gì thì làm. Mình tùy biến rồi mình chỉnh sửa. Mình có thêm cái text view nữa là cái test created date, tức là ngày tạo ra cái nhiệm vụ. Đấy, bịa nó ra một cái dữ liệu, ví dụ như 29 tháng 9, 19, 10, 12 hẳn như vậy. Text size chúng ta có khoảng 16 static point. Rồi, nó bỏ bớt mấy cái này đi, ta sẽ sửa đi một tí. Cho cái đáy của thằng này bám với đáy của thằng cha chưa nó, đáy với đáy của parent. Cho cái bên phải của thằng text view này trùng với bên phải của thằng text content. Đấy, tức là hai cái text view này là có thể trái phải nó sát với nhau. Đấy, sát với nhau. Ok chưa? Rồi. Còn cái bên trái nữa, bên trái chưa mà. Ta bấm vào cái phía bên trái đấy. Đấy, các bạn cầm kéo vào. Hoặc là chúng ta gõ bằng cốt để cũng được. Nó gọi là constraint start to start up. Để gọi nó tự ra luôn, tiện lắm. Rồi, các test của thằng test content. Thế là hai anh created date và anh content này là bám trái với nhau, bám phải với nhau. Mình cho thêm một cái là cái margin margin bottom, tức là cho cái khoảng không ở dưới đáy nữa. Để rồi, chúng ta khoảng 20 dp. Đấy, đúng không? Có cái khoảng không ở dưới đáy. Đấy, như vậy là mình có các cái như này. Rồi, bây giờ trong thẻ text chúng ta cho cái gì vào đây? Đấy, view ở dưới này, anh có một cái view. Mình đặt tên là view important đi. Rồi, dưới này chúng ta có một cái view, view important đi. Thì cái view important này nó sẽ... mình tức là mình sẽ cho một cái checkbox vào đây đấy, đúng không nhỉ? Không phải đâu, cái view button này nó chính là một cái view nhỏ nhỏ nằm ở phía bên phải. Đấy, cái màu của nó sẽ thay đổi đây, các bạn thấy màu của nó sẽ thay đổi. Nếu như cái nhiệm vụ đấy là quan trọng thì nó sẽ thang màu đỏ, còn nếu không thì nó sẽ ẩn đi. Đấy, như vậy chúng ta để nó bám cái chiều bên phải, cái chiều end của nó với lại cái end của cái thằng chứa nó, end to end of parent. Chúng ta cũng có background, chúng ta cho nó màu nền. Đấy, cho cái màu da cam gì vào đấy,
Còn các bạn cho màu đỏ được, để cho màu da cam nhá. Thứ là quan trọng đúng không? Thứ là cái này là quan trọng. Rồi. Trong cái text phía bên dưới chúng ta cũng cho một cái view nữa. Rồi, cái view ở bên dưới, cái view bottom bên dưới ấy. View bottom nó cho chiều cao khoảng 1 dp thôi, 2 dp được. Tức là nó làm cái view vòng vàng để phân cách giữa các cái thằng list item với nhau ấy. Đó, giữa các thằng list item với nhau. Rồi. Ok, đó. Vậy đây là cái view bottom, cái thanh vàng vàng ở dưới. Cái thanh ngang vàng vàng ở dưới. Rồi. Trong cái hàm by view là gì? By view là mình sẽ ánh xạ cái dữ liệu từ cái đối tượng sang cái phần hiển thị. Đó. Đầu tiên thì mình phải lấy ra các cái thẻ TST content, thẻ created date, thẻ view important. Đó. Ta lấy ra các cái thẻ này. Đấy, xong bây giờ chúng ta sẽ mang data từ cái curse ném vào các thẻ này. Đó. Thì giờ chúng ta có một phương thức để mình có một phương thức gọi là phương thức curse.get. Đấy. Trong Java chúng ta cứ lấy cái gì là chúng ta có getter. Đó. Get column index or true. Đấy, ta get ra cái phần đấy, thứ nhất là cái column content. Rồi, get column index or true. Or true, đấy chúng ta get ra. Cái content tương tự như thế, chúng ta get ra cái phần is important và chúng ta get ra cái created date. Và chúng ta cho vào ba cái giá trị là string content, boolean is important và cho vào cho cái strlet date. Đấy. Thế có giá trị rồi thì chúng ta sẽ ném lên giao diện thôi. Cái date thì chúng ta date mình lấy ở đâu nhỉ? String to date. Đó, mình convert cái date để lấy trong trong curse. Curse là trong cơ sở dữ liệu đấy. Đấy, của từng phần tử một. Chúng ta convert sang string to date và chúng ta hiển thị lên trên kia. Chúng ta sử dụng các hàm set text. Sử dụng các hàm set text để mà hiển thị dữ liệu lên trên các cái text view. Đấy. Và gọi hàm set visibility để ẩn hiện cái thẻ important lên, cái view important ấy. Cái view important chúng ta ẩn hiện lên. Rồi. Đấy, thế còn cái phần đây, chúng ta mình sang đây phần adapter. Trên phần adapter mày phải tạo một cái đối tượng custom adapter là thuộc tính của thằng main activity. Rồi. Chúng ta còn có cả cái selected position, tức là cái vị trí trong cái list. Ví dụ là thằng đầu tiên trong list là 0, thằng sau là 1, 2, 3, đấy cứ thế tiến lên. Mình cho nó vào một thuộc tính thì là selected position. Đó. Ta có một hàm public static. À, bạn nhớ lúc nãy là mình quên cái chỗ này. Đây. Mình chuyển cái hàm khởi tạo singleton ấy, cái hàm get instance tức là cái hàm khởi tạo mà sinh ra đối tượng duy nhất bên trong của sinh ra đối tượng duy nhất bên trong cái class node verify. Các bạn sửa lại một chút. Ta chuyển vào đây cái context, mỗi lần chuyển context vào cái hàm 19, cái dòng số 19 ấy, thì cái context của cái đối tượng duy nhất, tức là cái đối tượng instant nó được thay đổi lại như dòng số 23. Đấy, và chúng ta cũng tạo lại cái DB helper và cái DB đó, để chúng ta thực hiện một cái phương giao dịch mới như vậy. Ở đây, curse chúng ta sẽ get instant để lấy ra cái đối tượng instant và chúng ta gọi cái hàm get curse on node nãy vừa viết ấy, cái hàm mà nó lấy ra cái tham chiếu đến cái câu lệnh select sao ấy. Câu lệnh select tất cả các bản ghi bên trong node. Ta set adapter cho list view bằng cách là mình gọi hàm set adapter. Mình gọi tiếp cái hàm set on click listener. Cái hàm này làm gì? Bên trong cái hàm này nó là một cái action, một cái hành động. Đó. Bên trong này mình phải thực thi cái phương thức on item click của cái interface on item click listener. Đấy. Chúng ta dùng đấy nó gọi là anonymous class, đúng không? Chúng ta thực thi một cái đối tượng, chúng ta tạo một đối tượng không tên, thực thi một cái phương thức on click item. Đấy. Và chúng ta có thể thay nó bằng cái hàm gọi là hàm
biểu thức lambda, ta có thể thay bằng biểu thức lambda cũng được các bạn nhé. Để chúng ta thay luôn đây. Rồi. Chúng ta làm cái gì nhỉ? Biểu thức lambda thì nó có cái phần mũi tên đấy, tức là bên trái là đầu vào, bên phải là thực thi, và ở giữa là mũi tên, là cái phần biểu diễn của mấy cái hàm lambda. Đấy, một cái hàm mà chúng ta không có tên. Rồi. Cái này là context menu này các bạn này. Khi mà chúng ta dí tay vào một cái item một lúc, tức là long press đó, thì nó sẽ hiện ra cái context menu như này. Đó. Nó giống như là bên Windows chúng ta bấm chuột phải. Nếu như bên Windows chúng ta bấm chuột phải thì bên này chúng ta chỉ cần dí tay vào một cái item. Đấy. Thế cái lúc dí tay đấy nó là một cái hàm. Nó có một cái hàm được gọi. Cái hàm đấy tên là onCreateContextMenu. À không phải. Cái này là lúc mà cái menu được tạo ra đấy, chúng ta sẽ viết cái đoạn code để mà tạo ra cái context menu này. Rồi. Nhưng mà cái đoạn mà mình lấy tay mình bấm vào thì nó lại là cái phương thức khác. Rồi. Đây, cái lúc tạo ra cái context menu đây, chúng ta phải ánh xạ được là cái context menu lấy từ đâu, đúng không? Lấy từ đâu thông qua cái đối tượng menu inflator. Đó. Cái đối tượng inflator này cho biết là cái menu lấy ở đâu, lấy từ context gạch dưới menu.xml. Đấy. Bây giờ mình lại tạo cái file ra. Đúng không? Đấy, tạo file ra. Đã đặt tên file là context menu. Đó. Đấy. Nó sẽ có dạng như thế. À, trong này các bạn cũng cho hai cái nút bấm vào đây thôi. Ta cho hai cái item vào. Item thứ nhất là edit. Đó. Là khi chúng ta bấm bấm tay vào một cái phần tự đợi lúc thì nó hiện ra cái nút edit và nút delete, nút sửa và nút xóa. Đấy. Đó, đây là một cái item. Rồi, edit tương tự thế chúng ta thay vào đây là delete. Rồi. Nó có hai cái item như vậy. Rồi. Chúng ta có thực thi tiếp cái hàm gọi là on context item selected. Tức là cái hàm này là khi mình lấy tay mình dí vào đó. Đấy. Thì nó chui vào đây. Chúng ta sẽ phải tìm ra được là cái nơi mà chúng ta bấm vào ấy nó là cái item nào. Thì mình sẽ hỏi cái hàm get menu info của cái đối tượng item này. Trong này nó sẽ chứa tất cả những cái trong này em tớ chứa cả những cái thông tin mà khi mình bấm vào thì mình gọi cái hàm get menu item và ép kiểu về kiểu adapter con menu info để mình ép kiểu về kiểu này thế và thế xong mình sẽ phải gọi phương thức gì đấy để mình lấy ra được cái item này xong mình kiểm tra đấy. Hướng làm như vậy thì cái selected position chúng ta gọi cái thuộc tính position của cái context menu đấy. Ta sẽ biết là mình đang select đến cái phần tử nào, đúng không? Tức là chúng ta đang cái selected position là cái phần tử nào trong list item các bạn nhé. Rồi. Thế còn item.get, item ID là một trong hai cái item edit và cái delete đấy, cái sửa và cái xóa đó. Đấy, một trong hai cái item đấy. Rồi. Chúng ta switch key thôi, rồi này chúng ta switch key để if else cũng được. R.id, delete, R.id, edit. Đó. Xóa thì chúng ta nhớ là phải cho một cái confirmation, tức là mình đưa một cái khẳng định, một cái confirm vào rằng là bạn có chắc chắn muốn xóa hay không. Khi người ta trả lời yes rồi thì mình mới cho phép xóa, mình gọi hàm xóa. Đấy. Đấy. Ta gọi cái đối tượng alert dialog dùng một cái builder. Bạn nào cho search builder pattern thì ra. Đó. Tiêu đề là như vậy. Chúng ta set các thuộc tính message. Bạn có chắc chắn là bạn muốn xóa cái này không? Ta có thể set cho nó một cái icon, một cái biểu tượng. Icon hay là cái biểu tượng ấy thì mình cũng lấy mặc định ở đâu đấy. Chẳng hạn như alert, dialog alert đúng không? Bạn có thể vẽ một cái cũng được. Không, lấy mặc định của họ cũng được. Sao cả, tùy biến rất là dễ. Positive button đấy là cái nút bấm khi mình trả lời yes đấy, khi mình trả lời ok hay là trả lời yes đấy. Rồi. Các bạn chuyển cái API level chúng ta chuyển sang 1.8 trở lên đi.
Java Development Kit 1.8 trở lên thì chúng ta sẽ thực thi được cái hàm cái biểu thức lambda đấy, cái dialog interface đấy. Và cái quick button ấy chính là hai cái tham số trong cái biểu thức lambda. Trong thân của biểu thức lambda, tức là thân của cái hàm nặc danh ấy, chúng ta lấy ra được cái selected curse, chúng ta lấy được cái selected curse, tức là tại cái thời điểm mình bấm vào ấy thì mình lấy ra được cái curse từ cái selected position. Chẳng hạn như chúng ta sẽ bấm vào bấm tay vào cái phần tử thứ y thì chúng ta sẽ lấy ra được cái curse, tức là cái data tại cái phần tử đấy. Đấy. Chúng ta sẽ mang cái selected curse này chúng ta biến đổi thành cái kiểu node, cái kiểu gọi là task node, và chúng ta làm gì với nó, đúng không? Rồi. Cái phần mà chuyển đổi một cái curse sang đối tượng task node thì chúng ta sẽ thông qua cái hàm static của cái class này. Cái này nó gọi là một cái factory method. Cái factory method chính là một cái phương thức để nó tạo ra một đối tượng, và cái phương thức này là phương thức static, nó sẽ tạo ra một cái đối tượng từ một cái nguồn nào đấy. Đấy. Chẳng hạn như chúng ta có một cái nguồn là cái curse, cái đối tượng curse, và chúng ta sẽ phải tạo ra cái đối tượng task node từ cái curse này. Đấy. Thì chúng ta dùng cái hàm, mình có thể đặt tên là get node from curse, và trong này mình đầu vào truyền vào là một cái đối tượng curse. Rồi, cái này là factory method, các bạn về có thể search cho kỹ hơn. Nhưng ý tưởng chủ đạo của nó là chúng ta sẽ có một cái phương thức để tạo ra một cái đối tượng từ một nguồn nào đấy. Rồi. Nó hơi khác với cái hàm constructor một tí nhé. Cái hàm constructor là kiểu gì nó cũng tạo ra đối tượng, nhưng thằng này nếu mà lỗi thì nó sẽ không tạo ra đối tượng, nó tạo ra null. Đấy. Từ cho nên chúng ta mới có cái phần try catch này. Đấy. Khi mà chúng ta catch thì chúng ta sẽ return null trong trường hợp mà bị exception, bị lỗi. Còn trong trường hợp không lỗi thì chúng ta lấy ra nội dung của từng thằng, từng cái trường bên trong cái curse, ví dụ như trường trường node enter, trường content này, trường important này, trường created date này. Đấy, chúng ta sẽ lấy ra giá trị của tất cả các trường này từ cái đối tượng curse. Đấy. Chúng ta gọi curse.getString, chúng ta gọi curse. Get integer rồi gì đó vân vân, get long. Đó. Ta lấy ra các cái giá trị như vậy, và đối với ngày tháng thì bởi vì là đối với ngày tháng thì chúng ta sẽ lấy cái ngày tháng từ cái trường created date, đúng không? Cái trường created date chúng ta đang để string mà, thì chúng ta sẽ lấy được cái created date đó ra. À. Rồi, và chúng ta tạo ra cái đối tượng task node. Cái dòng số 62 ấy là tạo ra đối tượng task node. Đấy. Nếu mà thành công thì sẽ tạo đối tượng, còn nếu không thành công thì return null, tức là chúng ta sẽ tạo ra một đối tượng null. Đó. Đó. Đây chúng ta phải check, nếu mà cái curse khác null thì chúng ta mới gọi cái hàm get node from curse. Đấy. Cái hàm factory method ấy. Cái hàm này sẽ tạo ra đối tượng node từ cái đối tượng curse, đúng không? Sử dụng cái hàm factory method, cái hàm gọi là get node from curse. Rồi. Thì sau đây chúng ta kiểm tra, nếu mà task node mà khác null ấy thì chúng ta sẽ phải xóa. Đây chúng ta gọi hàm xóa đây. Thì chúng ta lấy ra cái đối tượng duy nhất, cái đối tượng singleton node modify ấy. Rồi, đầu vào cái context của chúng ta chính là cái tham chiếu đến màn hình activity. Đó. Chúng ta gọi main activity.sys, và chúng ta gọi cái delete node. Đó. Truyền vào là cái ID của cái node mà chúng ta vừa lấy ra này. Cái task node.get node ID chính là cái ID mà node của cái node chúng ta vừa lấy ra đấy. Rồi, chúng ta truyền cái ID vào thì chúng ta sẽ gọi được cái hàm xóa. Sau khi gọi hàm xóa thì mình sẽ phải refresh lại cái list view, refresh, chúng ta phải làm tươi lại, chúng ta làm mới lại cái list view, cập nhật lại dữ liệu của list view. Thì mình viết một cái hàm riêng là refresh list view này. Tức là mỗi lần cái cursor nó thay đổi thì cái curse thay đổi này thì cái list view nó sẽ được refresh lại theo cái curse đấy. Rồi. Đây, cái hàm các bạn còn nhớ cái hàm này không? Đúng đấy không? Get curse on node, đấy, cái hàm này. Chúng ta gọi lại cái hàm này và chúng ta
dùng cái lệnh gọi là lệnh cái swap swappers, chúng ta tráo đổi cái swappers thành cái curse mới, đúng không? Rồi, đấy, chúng ta gọi hàm refresh ở đây để sau khi mà mình delete nốt một cái thì nó sẽ tự động refresh lại cái list nghe. Rồi chúng ta set tiếp cái negative button, tức là cái nút bấm khi mình trả lời no hoặc là bấm cancel. Cancel là chúng ta trả lời no thì nó sẽ vào cái hàm này và nó có cái biểu tượng là biểu tượng no. Nút nghĩa là gì? Nghĩa là không làm gì cả, chỉ có thoát đi thôi. Khi chúng ta bấm edit thì chúng ta phải hiện lên một cái dialog. Một cái dialog cho phép mình chỉnh sửa thông tin ở trong đấy, sau đó mình bấm ok hoặc bấm save thì nó sẽ được. Đấy. Đây, bấm commit đây. Đấy. Thì chúng ta sẽ tùy biến một cái alert dialog, có nghĩa là chúng ta dùng cái alert dialog sẵn có của Android, ta mang đi, chúng ta kế thừa từ đấy để chúng ta thêm các thuộc tính của chúng ta vào. Mình tạo ra một cái file tên là node alert dialog riêng cho dialog này, riêng cho cái node này. Các bạn kế thừa từ node alert dialog cho kế thừa từ alert dialog. Rồi. Mà để kế thừa thì mình sẽ phải thực thi một số phương thức, chẳng hạn như là hàm constructor mặc định này bắt buộc thực thi này. Đầu vào là context, context chính là cái tham chiếu đến cái màn hình, đến cái activity gọi nó. Mình để một cái annotation, một cái annotation ở đây là not a còn non null, tức là cái trường này bắt buộc phải nhập, cái trường context bắt buộc phải có. Đấy. Rồi, suco context xong. Chúng ta còn đến phần gì nhỉ? Ở phần quan trọng nữa là từ giao diện lên đến đây thì làm nào? Đó. Chúng ta cũng có một cái hàm khởi tạo nữa. Trong cái hàm khởi tạo này thì có thêm cái tham số gọi là tham số task node. Dùng trong trường hợp nào? Cái task node này dùng trong trường hợp là chúng ta cập nhật. Khi chúng ta gọi cái hàm này để cập nhật thì nó sẽ phải truyền cái task node mà các bạn đang chỉnh sửa vào đây. Đấy, có hai trường hợp là trường hợp cái màn hình này dùng để insert và cái trường hợp dùng cái này để update, đấy, để edit. Đấy. Mình cho hai cái thuộc tính vào đây là thuộc tính insert và thuộc tính update. Đây là hai cái constant. Rồi. Và cái data type nó sẽ cho mình biết là cái data type cho mình biết là cái kiểu của mình là kiểu insert hay là kiểu update. Rồi. Ta có các phần tử như checkbox này, edit text này, vân vân. Rồi. Ta có phần tử như vậy, có hai cái nút commit, nút cancel đấy. Rồi có nút cái checkbox này có cái TST name. Rồi chứ phải sửa cái content đi. TST content mới đúng. Cái hàm khởi tạo task node thì trong cái hàm khởi tạo mặc định này chúng ta sẽ cho các cái phương thức cho các cái thuộc tính cơ bản vào, như content thì là một cái string để trống này, is important bằng phone này, vân vân. Rồi, trong cái rồi các bạn xuống lên đây. Rồi đây chúng ta có một cái hàm là set up UI đấy, để mà set up cái giao diện, đúng không? Chúng ta sẽ set up giao diện, tức là chúng ta cập nhật dữ liệu lên giao diện đấy. Nếu mà chúng ta chọn update, tức là khi mà chúng ta định update thì trên đấy nó phải hiện hết thông tin rồi, thông tin của cái đối tượng đấy rồi, thì đấy mình sẽ đưa hết vào trong cái hàm set up UI để cho nó hiện lên. Chúng ta có đối tượng view này chúng ta lấy từ cái node alert dialog. Đấy, chúng ta có một cái file XML, mình có một cái file XML để thiết kế cái giao diện cho cái node alert dialog này. Rồi. Đấy, thì các bạn mở layout ra thôi, xong mình tạo một cái file layout resource file đặt tên là node alert dialog. Đấy. Ta cho một cái file email thế, trong chúng ta vẽ ra các cái thẻ bên trong. Chẳng hạn chúng ta có edit text này, chúng ta có text view ở trên này, text view trên cùng ta hiện ra là gì? New node. Đấy, chúng ta có một cái new node ta hiện ra trên là thêm vào new node chẳng hạn như thế. Hoặc là edit node. Ta cho màu này. Đấy. Ở dưới cái new node này thì mình cũng cho thêm một cái text edit, mình có text edit để mình
À, các bạn xóa cái phần này đi, cho đóng thẻ luôn ở cuối thẻ cũng được. Rồi, cho cái phần đóng thẻ luôn ở cuối thẻ. Cho cái edit text thì mình cho cái padding, tức là cái khoảng không mà chứa nó sẽ bị xòe ra hai phía, bốn phía 15 dp. Rồi, line cho hai dòng đi, vậy thì chỉ cho to hơn. Đấy, để mình điền thêm cái task node vào đây. Đấy, cho hai dòng có chiều cao 150 dp. Rồi, có cả checkbox ở dưới nữa. Cái checkbox này có ID là checkbox important này. Đấy, trong cái checkbox này. Rồi, chúng ta cho một cái checkbox vào trong cái view, chúng ta nhét vào đây. Hoặc để ở ngoài cũng được. Gravity cho sang left, tức là nó sẽ bị align sang phía bên trái đó. Nó sẽ bị căn sang phía bên trái, căn lề sang phía bên trái. Rồi. Chúng ta cho thêm một cái linear layout. Bây giờ mình muốn phân bố hai cái nút. Mình muốn phân bố hai cái nút ở cuối, hai cái nút linear layout này mình cho cái chiều cao khoảng 50 dp này. Rồi. Đấy. Cho này mình sẽ cho hai cái nút vào đây này. Đấy, cái linear layout ở cuối chúng ta cho hai cái nút bấm vào đấy. Là cái nút cancel và nút commit, tức là nút ok và nút tức là nút save và nút cancel đấy. Rồi. Ta cho thêm hai cái nút vào, trong này mình cho một nút. Mình cho một cái layout weight, mình cho layout weight là cái trọng lượng của nó. Nếu mình cho hai thằng với trọng lượng giống nhau, layout weight giống nhau, có nghĩa là nó sẽ phân bố đều. Đấy. Background ta để cái màu orange đi. Rồi. Đấy là nút cancel. Bạn copy nguyên si cái nút này và đổi thành nút commit, xong thì đổi cái màu nền đi là được. Đấy, ta copy. Sau đó chúng ta paste xuống dưới và chúng ta thay đổi cái button này thành cái gọi là cho sang cái màu khác đi. Đấy, cái layout width cho bằng 1 đi, cho sang cái màu, chuyển sang cái màu khác đi. Rồi, đấy, như vậy chúng ta có hai cái màu như này. Bây giờ mình cho cái khoảng không ở giữa. Ở không ở giữa thì mình có một cái thẻ gọi là thẻ space, đúng không? Có một cái thẻ space. Thẻ space này có độ rộng khoảng 15 dp. Ta nhét cái thẻ space này vào. Thì nó có một khoảng không giữa hai cái thằng nút bấm này, giữa hai cái thằng button này. Đấy, ok không? Bạn có cái nút bấm ở đây, có cái phần này. Đó. Cái phần text chúng ta sẽ rồi mở dòng text trong này. Trong này chúng ta có thêm ok này, node alert dialog này. Rồi, trong node dialog chúng ta lấy ra được cái đối tượng view. Đối tượng view là ánh xạ những cái thẻ node alert dialog. Từ cái view đó ta sẽ gọi cái hàm view file view id để lấy ra từng cái button btn commit, btn cancel, check box important và cái tst name. Tí sửa tst content nhá, trông kinh quá, trông khó hiểu quá. Tst content thì đúng. Cái hàm cái button, cái nút bấm cancel ấy, thì các bạn set cho nó cái thuộc tính click listener, tức là khi mà bấm vào cái nút cancel này thì đã làm gì. Cái hàm thực thi bên trong mình có thể dùng được một cái hàm lambda, đúng không? Có đầu vào là v là view và hàm thực thi là trong cái đóng ngoặc mở ngoặc ấy, ta gọi dismiss, tức là bấm vào cancel thì nó dismiss, nó thoát khỏi cái alert dialog này đi. Còn làm tương tự khi mà bấm vào nút commit, các bạn gọi btn commit chấm set on click listener. Ở trong này chúng ta sẽ test name này mình thay đổi đi, đúng không? Tức là mình lấy ra cái content từ cái test name, đúng không? Ta dùng gọi hàm gọi get text, ta convert thằng string trim. Trim là gì? Trim là mình bỏ bớt các cái ký tự chống, ký tự space ở đầu và cuối của cái sâu ký tự đi. Ta lấy ra cái thuộc tính is important từ cái hàm is checked của cái thẻ checkbox important. Đấy. Chúng ta còn cái date nữa. Chúng ta còn cái date chúng ta lấy ra. Lấy ra sau đó thì chúng ta insert nó vào trong cơ sở dữ liệu hoặc chúng ta update. Đấy, tùy thôi.
tùy cái kiểu chúng ta là insert hay là kiểu update. Đấy. Mình kiểm tra xem cái content này nó có phải là ký tự trống hay không. Nếu mà có ký tự trống thì coi như là mình return luôn và không làm gì cả. Đấy. Đấy. Dismiss luôn và không làm gì cả. Tức là nếu mà các bạn nhập ký tự trống thì cái thông tin này nó sẽ không được điền vào. Vậy thôi. Tạo ra một cái đối tượng task node, sử dụng hàm new task node rồi cho cái task node ban đầu, cái object ban đầu nó chỉ cho mình cho tặng cái ID mình trừ một này. Content is important new date. Đấy, đấy là cái new task node. Xong mình if, mình kiểm tra xem là nếu mà cái date type bằng insert, nếu là insert thì mình sẽ insert vào database. Còn nếu không thì mình sẽ cập nhật. Đúng không? Nếu không thì nếu không đây để cho đẹp, ta là if. Yeah, đấy. Nếu mà là insert thì chúng ta sẽ lấy ra cái gọi cái hàm insert node trong cái đối tượng singleton, cái đối tượng node modify ấy. Rồi. Ta insert cái new task node vào đây. Đấy, các bạn phải cho cái new task node vào trong này mới đúng đấy. Đó. Rồi, thế còn trường hợp update là trường hợp ngược lại, else. Else là trường hợp ngược lại là update. Thì chúng ta sẽ lấy ra cái task node, mình lấy ra cái task node cũ. Đây, viết này cho đẹp. Cho sau này nhìn code ta biết chắc đấy là nó insert hoặc update. Đấy. Chứ mình viết else sau này mình có thêm cái chức năng nữa là chỗ này nó sẽ bị chạy sai đấy. Cái task node chúng ta gọi hàm setter để set cái content mà mình vừa đọc được trên giao diện vào. Tương tự như vậy, cái task node mình set cả cái phần important, thì chính là cái important từ cái checkbox ấy. Mình chọn checkbox như nào thì nó sẽ được đưa vào trong cái thuộc tính important này. Mình gọi instance ra và mình gọi hàm update node. Trong này mình truyền vào là node ID và cái task node là cái đối tượng task node. Rồi. Đấy, đây là hàm update đây. Đấy, hàm update nãy chúng ta đã viết rồi đây. Được rồi nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy. Trong này mình chỉ phải refresh lại main activity. Nhớ cái hàm refresh lúc nãy mình vừa gọi không? Đấy, nhớ cái hàm lúc nãy mình vừa viết không? Trong main activity. Mình phải lấy ra được cái main activity từ đây. Đấy. Thì may quá chúng ta có một cái đối tượng context. Từ cái đối tượng context chúng ta có thể lấy ra được cái main activity mà gọi nó. Đó. Đầu tiên là các bạn gọi hàm get context, các bạn ép kiểu cái context wrapper. Đó. Thế thì cái này vẫn chưa phải là main activity. Đấy. Mình phải gọi thêm cái phương thức nữa là phương thức đây các bạn đóng mở ngoặc. Ta gọi thêm phương thức gọi là get base context. Đó. Đến bây giờ mình mới ép kiểu, mình mới casting từ cái base context này thành cái main activity của chúng ta được. Đấy. Ép kiểu sang main activity rồi thì mình mới rồi thì mình mới gọi được cái hàm refresh kia bằng cách là gì? Main activity chấm refresh. Không thấy cái hàm refresh đâu, như kiểu nó đang bị private ấy nhỉ? Như kiểu mình đang bị private ấy. Rồi mở sang đây xem có bị private không. Rồi xuống cuối đây. Cho public đi. Rồi, public đi. Để bên kia bên bên dialog mình có thể mở gọi được cái hàm này. Rồi main activity.refresh list view. Chưa? Sau đó lại this.dismiss. Tức là sau khi mà refresh xong rồi bắt đầu mấy cái node dialog đấy nó mới tụt xuống, nó biến mất. Được rồi. Đấy. Bây giờ đến cái phần gọi là, rồi các bạn mở cái này ra, add node. Rồi, you press add. Đấy, thông báo là chúng ta vừa bấm next, bấm exit. Rồi. Đấy, cái này làm từ đầu thôi nhỉ. Bây giờ mình mong muốn là cái khi bấm vào đấy thì nó sẽ phải gọi ra cái dialog để làm cho mình add. Làm nào. Đây, cái đoạn code đấy hôm nãy đây. Các bạn comment vào và chúng ta tạo ra đối tượng node alert dialog context là this. This chính là cái tham chiếu đến cái màn hình activity. Rồi. Chốc nữa mình sẽ chuyển cái con text đấy trở về activity nếu muốn gọi các nếu mình muốn gọi cái phương thức trong main activity. Rồi. Rồi chúng ta serve nó lên. Đấy.
Bây giờ chúng ta thử chạy xem nào. Đấy. Bấm chạy. Ok. À, mình bấm vào add node. Rồi, vẫn chưa ra cái gì cả. Tại sao nhỉ? Có một cái vì đó đang bị nhầm. Mình kiểm tra xem nó bị làm sao. À, xuống đây. Đây là trong cái phần super này. À, ở tiếp đây thì có cái gì nhỉ? Trong cái hàm khởi tạo của thằng node alert dialog ấy, thì mình sẽ phải gọi cái hàm setup UI. Đúng không? Để mình setup UI, tức là mình lấy ra dữ liệu và mình kiểm tra xem là nếu mà thằng nếu mà có dữ liệu thì mình sẽ phải hiện ra. Rồi, ok, set vẫn chưa ra. Rồi. Vì sao nhỉ? Mình sẽ kiểm tra tiếp nhá, xuống dưới này. Setup UI này. Rồi, ok. Ở đây mình phải kiểm ở đây gọi set view, tức là cái view mình lấy ở trong đúng rồi, view mình lấy trên cái file XML ra và mình phải set view cho cái đối tượng dialog alert dialog, đúng không? Đấy. Bấm rồi, ok rồi. Đấy. Như vậy là ok rồi. Bây giờ các bạn có thể gõ thêm các cái nội dung, ví dụ do my C exercise, ví dụ thế, chẳng hạn làm bài tập C, đúng không? Chúng ta sẽ có các cái phân cách. Ok này, bạn bấm vào đây add node tiếp này. Ở trong này các bạn cho thêm chẳng hạn go out for a walk, đi ra đi ngoài đi bộ. Important, đấy, như vậy là quan trọng, nghe chưa? Add node tiếp. Đó. Đây chúng ta cho là go to sleep, đi ngủ này. Ok này. Ok chưa? Như vậy chúng ta sẽ có các cái row, ta sẽ có các cái hàng như này. Rồi. Các bạn bấm dí chuột vào đây thì nó sẽ ra context menu. Thế thì để làm được context này nó hiện ra đây, đây chúng ta bắt đầu viết code vào đây. Khi mà mình bấm vào on item selected, khi mà mình dí chuột vào bởi mình dí lâu một chút ấy, long press thì nó lại là on item selected. Rồi, các bạn gọi cái get item, gọi phương thức get item đầu vào là selected position ấy. Cái position là cái mình lấy khi mà mình chọn dí chuột vào, tức là dí tay vào một cái row ấy. Các bạn gọi hàm get node from curse, tức là từ cái curse các bạn có thể convert sang cái selected node, cái đối tượng selected task node. Đấy. Sau đó thì mình gọi cái hàm node alert dialog activity, mình truyền cái selected task node đấy vào. Đó. Để nó hiện ra cái thông tin của cái task node. Đấy. Xong rồi mình chỉ sửa thôi. Đấy. Tức là cái update là nó phải hiện ra thông tin của cái task node. Rồi. Chúng ta cho đây còn thiếu cái gì nhỉ? Ta phải serve nó lên. Node alert mình phải xét cái thuộc tính cho cái data time, nó chính là update, mặc định nó là insert, nhưng mà trường hợp này edit có nghĩa là mình chỉnh sửa, mình update. Rồi, cho các bạn gọi hàm show của cái đối tượng node alert dialog. Rồi các bạn bấm vào đây show ra. Ô, chưa ra, tức là chúng ta mong muốn là nó phải show ra cái nội dung của cái đối tượng mà chúng ta bấm vào, đúng không? Đây nó chưa show ra. Rồi ok, thế bây giờ mình phải sửa lại. Cái phần mà dữ liệu nó phải phi ra đấy, nó sẽ nằm ở trong cái phần mà setup hay là update UI khi mà các bạn chọn. Rồi, đây, nó sẽ lấy từ cái đối tượng selected task node này ra. Đấy. Nếu mà không tìm ra lỗi, chúng ta phải debug. Chúng ta phải debug chương trình. Rồi, ta bấm vào đây đi. Đó, thì chương trình nó chạy đến đây đúng không? Ta dí vào đây, ta task node, go to sleep, đúng rồi. Đấy, vấn đề là mình mang cái go to sleep này mình phi lên trên giao diện. Đấy. Rồi đây setup UI task node và task node. Rồi. Đấy. Tốt nhất là mình có thể truyền cái kiểu update vào trong cái hàm constructor này cũng được này, mình chuyển luôn kiểu update vào đây để mà khi nó gọi cái hàm setup UI thì nó sẽ có cái thông tin rằng là cái màn hình này là màn hình update. Đấy. Các bạn sẽ có thông tin là màn hình này là màn hình update thì rồi xuống đến đây còn gì nữa nhỉ? Rồi
Xem mình sai chỗ nào. Đây, ở dưới đoạn này bạn thêm một cái hàm nữa là cái hàm gọi là đổ dữ liệu từ dữ vào trong giao diện. Đấy, nó fetch data to UI, tức là mình sẽ đổ dữ liệu vào giao diện, hiện dữ liệu trên giao diện này. Tôi đã kiểm tra xem là nếu mà cái task node đấy nó có tồn tại thì chúng ta sẽ đẩy lên trên giao diện. Đấy. Tức là nếu như mà cái đối tượng task node này trong trường hợp update ấy, thì nó sẽ có dữ liệu và chúng ta sẽ phải đổ nó lên giao diện, hiện nó lên để chúng ta chỉnh sửa, ta viết tiếp vào đó. Đấy. Thế nhưng mà cái cách này nó cũng không dễ hiểu lắm. Bạn refactor đấy, định refactor có thể mãi là quyền test content. Rồi. Đấy. Chúng ta sẽ gọi các cái hàm setter để chúng ta set text này, ta set text lấy cái dữ liệu get content từ cái đối tượng task node truyền vào, đối tượng task node của cái màn hình này. Đấy. Cái tương tự như thế, check important mình cũng lấy như vậy. Task node get important vân vân. Đó, vân vân, đấy các thứ như vậy. Đến đây ok chưa nhỉ? Rồi. Một cách bài bản nữa thì mình có thể check chẳng hạn như là cái task node khác null. Đúng không? Fetch data to UI. Rồi. Mình kiểm tra xem là nếu cái task node khác null thì mình sẽ fetch data. Nhưng mà có một cách hay hơn là mình sẽ kiểm tra luôn cái kiểu dữ liệu. Đấy. Cách này thì kết quả như cách trước, nhưng mà mình nhìn code nó sẽ dễ hiểu hơn. Đúng không? Tức là nếu cái data type đấy là mình kiểm tra này nó bằng update thì mình sẽ, nếu nó bằng update thì mình sẽ gọi cái hàm refresh kia đi để nó lôi dữ liệu từ cái đối tượng task node hiển thị lên trên giao diện. Đấy. Đấy, các bạn set. Rồi. Các bạn bỏ cái dòng đi, set luôn vào trong này. Set luôn vào hàm khởi tạo của node alert dialog. Sau mình sửa lại cái hàm constructor của node alert dialog đi. Đấy. Mình truyền luôn đây để trong cái lúc khởi tạo và setup UI nó có luôn thông tin rằng là cái màn hình này là màn hình update rồi. Đấy thì là được. Rồi, các bạn bấm vào đây. Đó, ok. Đấy, đây này. Chúng ta phải thêm vào đây là this. Data type bằng data type. Rồi. Truyền vào. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chạy chưa thử. Các bạn bấm vào edit, đang đửa go to sleep thành nhà. Đấy, các bạn chuyển nó thành quan trọng. Đấy, thì nó sẽ có cái viền đỏ ở phía bên phải. Rồi, các bạn thay đổi cái này thành go to sleep and so so, ví dụ thế. Xong rồi chúng ta bấm commit. Đấy, thì dữ liệu nó cũng được update. Tương tự như vậy, các bạn sẽ delete chuột phải vào này. Các bạn tạo mới này. Đấy, tạo mới một cái. Cho nó là không quan trọng. Đấy, thì nó sẽ hiện ra. Rồi, thế còn mọi người chuột phải với delete này. Sẽ xóa một cái phần tử đi. Delete. Đấy, ok. Delete. Rồi. Ok. Rồi, đấy. Như vậy là cái bài hôm nay mình đã giới thiệu xong các bạn cách làm một cái ứng dụng dạng task node mà có các cái chức năng thêm bớt sửa xóa. Đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rất hy vọng được gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.